rõ thì gì à, cái con thấy mẹ nó ngủ. Nó ngủ ở ngoài. Rồi kem cô câu số 6 nè. Câu số 6. Em nào lầm mà cho tao biết số thôi. Giờ câu này thì bọn em phải viết cất phẩm ra. Viết phẩm diệt phân ra. Sơ ba diệt phân ra gì nè? Bất phẩm ứng diệt phân. Tương tự như vậy, khi mà nhiệt phân cái chất này ra. Sau khi mà biết phân nhiệt phân đã xong á, là chúng ta đổ số mol với 100g, đổ số mol ra và dựa vào số mol đó và hệ số cân bằng của phương trình để chúng ta xác định là anh nào cho cái lượng oxy lớn nhất, cái lượng oxy lớn nhất. Em đã làm chưa? Phải bị giấy.
đừng gõ đi lên nhìn nhà tranh xếp hình chơi đồ hàng của ngon đi bật điện lên nhanh lên có phòng con á. Sách của con này là bằng cái ngồi kia rồi em nó làm ra chưa. Em lại ra trả lời thế nào? Chưa thầy, quên quên có tôi dành được ăn rồi thầy. Quên nhiệt phân à? Tất cả những chất này đều nhiệt phân ro oxy. Ta sẽ viết siêu phương trình nhiệt phân nè. Đấy là một phương trình nè. Anh này thì ra bữa trước mình viết rồi. Bữa trước viết rồi cái này phương trình dưới đó nè. Đấy. Còn muối nitrat thì cũng biết rồi, quy luật nhiệt phân muối nitrat. Tôi biết trong phương trình nào nè. Nhiệt phân muối nitrat trong cái bài cái đề số 6 đúng không? Còn NO2 cộng oxy. Rồi. Bạc thì ra bạc cộng NO2 cộng oxy. Cách thông thường căn bản của trường nhiệt phân là nhân 2 trước. Nhân 2 trước nè. Dạ. Nhân 2 trước. Tám. Đấy. Rồi bây giờ em tính số mol ra. Thì số mol của anh này là bằng bao nhiêu nè? Cái số mol của tất cả này đều 100 g. 100 g như vậy số mol của anh này bằng bao nhiêu? À, tính ra. Và sau đó em xây số mol oxy tương tự như thế. Thì kem sẽ xây được số mol này anh nào sẽ là lớn nhất. Ba con là làm nhanh vậy, con làm gì với em còn một nữa không? Rồi em tính thử đi. Ví dụ như kali nitrat lấy 100 chia cho khối lượng mol. Kali là 39 cộng cho clo 35,5 cộng cho oxy nhân cho 16 nhân 3 bằng 125, 102,5. Đó, như vậy khối lượng số mol nó như thế. Tương tự như vậy thì số mol của này sẽ là bao nhiêu? Như vậy này sẽ là bằng 3 phần 2 số mol oxy này sẽ bằng 3 phần 2 số liệu đây. Tương tự cái này sẽ là cũng 100 chia cho là kali là 39, mangan là 55, oxy là 16 nhân 4 là 158. 158. Thì em xây ra số mol oxy là bao nhiêu? Tương tự này, tương tự này. Thì trong cái số mà số liệu ví dụ như là phương trình số 1, phương trình số 2 nè. Số 1 nè. Động trình số 2 thì
thử đi, hai con trần nào lớn hơn? Ví dụ này 100 chia 122,5 thì sẽ lớn hơn 100 chia cho 158. Mà chủ đề là bằng 3/2 số mol oxy, 3/2 số mol này, còn số mol này 1/2 thì số 1 sẽ lớn hơn số 2. 1 sẽ lớn hơn 2. Dạ. Nếu cho người ta hỏi hai phương trình thì ta chọn phương trình số 1. Dạ. Tương tự như thế này. Ví dụ kali nitrat. Kali là 19. Có nitrat là 2. Góc nitrat của nó là bằng 62 cộng là 101 thì bằng 100 chia 101 bằng 1/2 oxy. 1/2 thì khó mà bằng 3/2. Cho nên cái phương trình số số 1 là vẫn lớn. Tương tự này. Cái này giá trị này còn lớn, 108 cộng 100 cộng với 62 nữa thì nó sẽ ra là cái số lượng khối lượng tương đối rất là lớn. Mà này 1/2 lượng này, cho nên kết quả anh em sẽ chọn đó bắn là kali nitrat là cho kết quả lớn nhất. Rồi được chưa? Rồi bài 6 về được chưa? Để xong bài số 7 nè. Bài số 7. Điện phân nóng chảy nhôm oxit với anốt là thân chì thì xúc điện phân 100%. Thu được M gam nhôm ở cathode. Và 67,2 mấy khối khí. Mấy khối hỗn hợp khí. Có tỷ khối so với lô 16. Lấy 2,24 lít hỗn hợp khí X này sục vào dung dịch nước vôi trong xe quá hơi lần đó, thu được 2 gram cái tủa. Mà giá trị M nó là bao nhiêu? M nó là khối lượng của nhôm là bao nhiêu? Khối lượng của nhôm là bao nhiêu? Bây giờ về phương trình điện phân thì nhôm oxit này điện phân nóng chảy thì ra nhôm cộng oxy. Nhôm cộng oxy. Mà người ta, nếu người ta hỏi khối lượng nhôm bao nhiêu thì chúng ta đi tìm khối lượng số mol oxy là bao nhiêu. Có mol oxy rồi thì chúng ta sẽ xi được số mol của nhôm và xi được khối lượng. Như vậy làm sao tìm số mol oxy thì chúng ta dựa vào cái đoạn dưới đây. Đó, dựa toàn bộ vào đây ta tìm mol oxy. Em tới lòng một phút thôi nè. Mẹ vô học hết mấy quyển này luôn. Mấy quyển này nhưng quen. Đi đi vô mẹ chỉ học. Mẹ, ba, mấy quyển này nhẹ lắm. Nó nhiều cho anh cho nên nè. Bà biết rồi. Bữa nay học tiếng Anh nhưng mẹ. Bữa nay học cho con tiếng Anh.
Đặt game nó ra chưa? Được chưa? Khó. Khó quá học. Giờ phương trình điện phân nóng chảy thì ta viết đơn giản thôi là nhôm oxit nè. Nhôm oxit em nhiệt phân. Điện phân nóng chảy. Thì quá trình điện phân nó xảy ra trước khi điện phân thì chúng ta đun cho nhôm oxit nóng chảy. Khi điện phân thì có một bên cathode, một bên anode. Và nhôm điện dương sẽ đi về điện cực âm là cathode. Và xảy ra quá trình khử là thành nhôm. Còn bên anode thì oxy đi về và bị oxy hóa. Sẽ thành oxy. Được chưa? Thì vậy là nó sinh ra nhôm và oxy. Đấy, phương trình điện phân nóng chảy ta viết. Ở trên này chúng ta ghi điện phân nóng chảy. Đấy. Thì bây giờ các khí sinh ra, bây giờ bên này sinh ra ở đây là bên anode này. Anode. Còn cái anh nhôm là thu được ca tốt. Giờ 67,2 mấy khối khí hỗn hợp. Mấy khối hỗn hợp khí ít có tỷ khối so với hydro bằng 16. Giờ nhìn vô phương trình này, em thấy chỉ có oxy thôi mà người ta cho là 67,2 mấy khối hỗn hợp khí ít. Vậy khí ít là khí nào? Hỗn hợp khí là khí nào? Hỗn hợp mà chỉ có oxy không ta nè. Hỗn hợp cái khí này này, cái khí oxy này, cái anode này mà ta nói là điện phân nóng chảy nhôm oxit với anode là than chì. Như vậy thì có oxy đây nè. Khi điện phân điều chế nhôm, em nhớ là bên cực dương á, cái anode nó sẽ bị ăn mòn. Cho nên quá trình điện phân người ta phải hạ thấp cái dàn anode cực dương xuống á. Trong cái thùng điện phân trong sách 12 em xem lại cho thầy là nó sẽ có cái điện cực âm ở dưới đá thùng, nguồn điện cực dương ở trên. Và khi điện phân nó thầy cũng nhắc em là cái cực dương sẽ bị ăn mòn. Được chưa? Và khi biển mòn thì nó sẽ xả ra phần gì? Đó là do carbon sẽ tác dụng cái gì này? Oxy. Và sẽ đốt cháy cái cực than chì này đi. Tạo thành CO2. Đấy. Và CO2 này sinh ra trong nhiệt độ cao như thế thì nó lại tiếp tục nó cộng với là carbon
mà tạo ra là CO. Dạ, yeah, cho nên khí hỗn hợp khí ít là gì nè? Hỗn hợp khí này là gì? Hỗn hợp khí khí ít này chính là CO là một nè, CO2 này, và oxy, ba khí. Nó tới ba khí. Mà hỗn hợp này so với hydro là bằng bao nhiêu? Hydro là bằng 16, à, có bằng 16. 16 nhân 2 sẽ là 32. 32 như vậy nó trùng mới là khối lượng mol của oxy. Đúng không? Trùng khối lượng mol oxy như vậy thì hỗn hợp này trở thành là hỗn hợp của mấy khí? Xin như là hai khí thôi, đó là CO và CO mấy? CO và CO2. Giờ tiếp tục nè. Tiếp tục là hỗn hợp khí này dẫn qua nước vôi, nước vôi dư. Mà lấy 2,4 lít này dẫn qua nước vôi dư thì được 2 gram cái tủa. Nhưng mà cái tủa đây là gì? Cái tủa đây là gì? Đó chính là CO2 cộng với là CaCOH hai lần thì thu được là CaCO3. CaCO3 đây là cái tủa cộng nước. Ở đây nó chỉ tỏ ra muối trung hòa thôi, bởi vì CaN này dư, anh này dư. Còn nếu mà này không biết dư thiếu thì không tạo muối hòa, nhưng 2 gram cái tủa. Nhưng mà từ đây em có thể đổ được số mol của này rồi. Số mol này 2 gram cái tủa thì số mol sẽ là bao nhiêu? Không phải 2 chia cho 100, 0,02 đúng không? 0,02 thì số mol CO2 này cũng bao nhiêu nè, 0,02. 0,02 mol. Như vậy thì anh này 0,02 mol thì anh CO2 này. Em thấy đĩa hai phương trình này cũng được, em cộng chung là một phương trình cũng được. CO2 CO nè. Giờ làm sao dựa vào số mol CO2 em tìm ra số mol của oxy? Có được mol oxy rồi thì em dựa vào oxy này em xin ra nhôm là xong. Giờ làm sao tìm ra số mol của oxy đây? Em dựa vào tỷ khấu nè. Tỷ khấu của nó so với hydro. Tỷ khấu là tỷ lệ về khối lượng. Có m khối lượng mol trung bình của hỗn hợp nè,
khối lượng mol trung bình sẽ bằng là 16 nhân 2 này, bằng là 32, bằng 32 đơn vị carbon. Rồi bây giờ em có số mol của CO2 rồi, CO2 là em có rồi. Vậy chỉ cần đi tìm mol của gì, của CO và gì nữa, oxy nữa thôi, O và oxy. Mà người ta cho là 2,24 lít, như vậy số mol hỗn hợp là bao nhiêu? Số mol hỗn hợp sẽ là bao nhiêu? X sẽ bằng là 0,1, được chưa? 1 mol. Có M lớn nè, có số mol hỗn hợp nè. Dựa vô đây em tìm ra cái gì ạ? Tìm ra số mol của gì? Tìm ra số mol của CO và CO2. Giờ cái muốn tìm thử, giả sử em gọi x, gọi x y đi, gọi x y nè là bằng số mol của CO. Bằng số mol của CO hay là oxy, bằng số mol của oxy CO, thì CO2 em có rồi. Còn số mol của CO2 thì mol CO2 là nó bằng 0,02 rồi. Đấy. Mình 0,02 rồi. Cho nên em sẽ có cái phương trình là gì nè? Phương trình đầu tiên em sẽ thi ra là x cộng y cộng 0,02 là bằng 0,1. Đây là tổng số mol hỗn hợp. Còn điều kiện thứ hai là số mol hỗn hợp 0,1, m trung bình là bao nhiêu? Như vậy thì em lấy khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp là gồm có gì nè? Khối lượng hợp là bằng 0,4 nè nhân 0,02 nè cộng cho x nè nhân 32 nè cộng cho 28 nè nhân cho y nè. Đây là khối lượng hợp, chia số mol hỗn hợp và chia 0,1. Cái này nó sẽ bằng 32. Đấy. Em giải cái phương trình A và B này. A và B. Chị ra. Em giải ra thử A, B, X, Y bằng mấy? X bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu? Chia cho 0,1 là nhân 0,1 bằng 3,2. 32 nhân 32 nè. 28 nè. CO 28. Bằng nè. 3,2 trừ cho 3,2 trừ cho 0,02 nhân 44. Bằng nè. X bằng 0,02. Y là bằng 0,06. Rồi. Có nghĩa là số mol oxy là bằng 0,02. Oxy là bằng 0,02. Còn
Oxy 0,02. Còn lại 0,06. Rồi ok. Đây là trong 2,4 lít. Các bạn bây giờ em đổ ra trong 67 mấy 67,20 khối là bao nhiêu? 2,4 lít 67,4 mấy khối. Dùng cái test tần suất suy ra. Và em suy ra số mol của oxy. Mol của oxy trong 67,2 mấy khối. 67,2 mấy khối bằng bao nhiêu? Dùng cái tần suất cứ 2,24 lít. 2,24 lít thì tương đương với là 2,24 chia cho 1.000 thì ra mấy khối, chia cho 1.000 ra mấy khối thì có bao nhiêu mol. Như vậy thì 6 mã sẽ bao nhiêu mol? Nhưng mà lấy số mol nhân cái này, lấy số mol là 0,02 này, nhân cho 67,2 này, mà tất cả là chia cho bao nhiêu? Chia cho cái số này 2,24 chia ngàn. À, ra được số là số mol oxy trong bao nhiêu? Không phải 02 nhân cho 67,2 bằng 1,344. 1,344 mới chia cho 2,24 bằng nhân cho 1.000 600 mol. Số lớn dữ ta. 600 mol à. Lộn nha. Không, oxy này như vậy là không đúng. Oxy này nó đã vô hết trong 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 CO, trong CO2 nữa. Oxy nó vô hết trong CO và CO2 cho nên tính như vậy là không đúng. Và chúng ta phải đi tìm cái lượng oxy. Oxy đây nữa nè. Hai tìm lượng oxy ra kia. Ta phải dùng cái định luật bảo toàn nguyên tố này. Bảo toàn nguyên tố này. Tìm oxy nè. Oxy. Tìm ra cái oxy này nè. Đấy. Oxy này nó đã tham gia vô CO2 và có trong cái CO nữa. Chúng ta dùng bộ tổng nguyên tố, chúng ta sẽ tìm được oxy. Tìm được oxy trước đó. Thì số mol oxy bằng gì nè? Mol oxy. Mol oxy nó sẽ bằng là
bằng 2 lần mol của CO2 nè. Tặng cho mol CO. Cộng cho oxy dư nữa. Đấy. Tìm được lượng oxy sinh ra. Thì đây chúng ta sẽ được là 2 nhân cho số mol CO2 là 0,02. Mol của CO là bằng x là số mol oxy, CO là 0,06 cộng cho 2 lần mol của oxy cũng 0,02, 2 nhân 0,02 4 nhân 0,02 cộng cho 0,06 là 0,14. 0,14 mol nè. Đây là mol oxy nguyên tử. Như vậy thì oxy phân tử. Oxy phân tử là O2 nó sẽ là bằng 1/2 của số mol nè. 1/2 sẽ là 0,07. 0,07. Nhưng mà 0,07 nên là có trong bao nhiêu? Nhưng mà thì suy ra là trong trong bao nhiêu mét khối thì sẽ là bao nhiêu? Dùng cái biểu thức hồi nãy. Thức hồi nãy là gì nè? Là mol oxy có trong 63,2 mét khối sẽ là bao nhiêu? Em lặng để ba làm việc. Dùng quy tắc như nãy, cứ 2,24 thì có 0,07, như vậy thì 67,2 thì có bao nhiêu? Dùng 2,24 phải đủ là mấy khối là chia cho 1.000, giờ là bằng 0,07 nhân cho 67,2. Tất cả chia cho 2,24 chia 1.000, quá nè, 0,07 nhân 67,2 nè chia cho 2,24 nhân 1.000 bằng 2,1 mol. 2,1 mol. Và số mol của oxy này là bằng 2,1 mol. Thì số mol của nhôm này là bằng 4/3 của 2,1. 4/3 nhân 2,1. Vậy thì im lặng. Kệ nó vô nó ngủ cho nó. Và từ đây em suy ra được là khối lượng của nhôm
số lượng của nhau. Là 4/3 nhân 2,1. 4 chia 3 nhân 2,1. Nhân cho 27. 75,6. Ký lưu không? Rồi. Cái chỗ nó bắn là đâu muốn B. Rồi kem sim lại có gì không rõ nè. À, xong bài số 8 nè. Hỗn hợp X gồm 2 ethanol đơn chất mạch hở đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ nhiêu oxy thu được bao nhiêu CO2, mà khác X tác dụng ở NOH thì thu được muối và hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức của 2ETX và Y là gì? Hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Em dễ bài này được không? Không luôn thầy, bài của bạn khó nhảy luôn. Thử chưa? Để thử rồi, từ bài câu này tôi không biết lợi. Lợi được của hai câu sư. Loại cục A của C. Dựa vào đặc điểm nào lựa loại được cục A của là cục C? Ờ, ethanol đơn chất. Cục OC thì nó không no, thì nó có bình thì nó. Còn OC thì khi tác dụng với muối muốn thì thu được ăn trên đồng tiền thì câu A thì thu được và nó sẽ không được
hai ST này không có cho đồng đẳng kế tiếp, không có cho đồng đẳng kế tiếp. Đúng không? Không cho Dạ. đồng đẳng kế tiếp. Cho nên em loại được câu không cho đồng đẳng kế tiếp, nhưng mà lại cho là hai ăn cun là đồng đẳng kế tiếp. Dạ. Thu được là một múi. Như vậy chứng tỏ là cái múi này là cái góc R giống nhau, nhưng mà R phải thì nó hơn ký nhau một nhóm C2. Cho nên em loại được câu câu A là đúng nè. Cái này không đồng đẳng kế tiếp nè. Còn câu C thì nó là không mạch hở. No, còn no đề là cho no, nhưng mà này là không no. Rồi được câu C rồi, đúng rồi. Rồi suy luận vậy là được. Còn bây giờ làm sao dỡ ra câu B và câu C thì em dỡ bình thường thôi. Bây giờ giờ em đi tìm N trung bình, tìm N trung bình ấy được không? Bây giờ phương trình này người ta cho em đốt cháy một hai tenor mình hở đơn chất. Như vậy em gọi công thức nó là gì nè? Gọi thức xong rồi đi tìm ra n trung bình thôi. Cn H2n O2 nó ra cái chữ gì trời? Cn H2n O2 đấy. Giờ cộng oxy, căn bằng cho đúng cái phương trình này, cộng oxy thì ra CO2 cộng nước NCO2 và N cộng một nước, N nước chứ, N nước. Giờ căn bằng oxy là bao nhiêu? CO2 có N nhân cho 2 là 2N cộng cho N là 3N. Chủ oxy được có O2 mình trở thành là 3N trừ 2 chia cho 2. 3N trừ 2 chia 2. Rồi. Giờ dưới đây là số mol oxy có rồi, số mol Ra CO2 có được rồi, bao em dễ ra nhiêu? N thôi. Đi là cái rốt uống nước U3 muốn uống dược. Chỗ đây là có số mol CO2 là oxy của mấy? Đâu số mol oxy mấy? Là 0,177 Rồi tương tự đổ số mol CO2 ra. nè. Là 0,145. 0,17 hả? Dạ. 17 năm, còn cái này là bằng 0,1445 à? 145. Rồi em dễ ra n đi. Em được là 3,6. Chia n, đây là n trung bình nhé, n trung bình nhé, Dạ. trung bình bằng 3,6. 3,6 thì kết luận nó là C mấy? Ba với C4. C3, C3 là hát mấy? C3 sáu. C3 hát 6. O2 và C4. C4 hát sáu rồi. Thì bạn chọn đáp án nào rồi? Là đồ đi. Câu D đúng không? Ok. Đơn giản thế. Vậy thôi, em đã loại được đúng án A và đáp án C rồi. Còn nếu em không loại thì em có n trung bình 3,6 thì em phải chọn nó là không thể là chọn câu B rồi. Vì C và C3 đúng không? Như vậy em phải chọn là câu A hoặc là câu D. Chứ còn câu C là không no rồi.
Mà bây giờ câu A, nếu câu A thì viết công thức cấu tạo ra nó sẽ là hydrocarbon thì phải là axit HCO CH3 không? Như vậy anh C5 phải là HCO thì anh kia sẽ C3H7. Mà CH3 và C3H7 nó không đồng đẳng kế tiếp được. Cho nên phải chọn cô đi, được chưa? Rồi, nó đơn giản như thế không có. Vẽ xong câu này mình thấy mức độ thì nó đâu phải là khó. Rồi tiếp theo nè. Câu số 11 nè. Số 11. Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no đơn chức tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch KOH04M thu được một muối và ancol, để thu được muối và một hơn một ancol. Muối và ancol thì chắc chắn có ete rồi, hai hợp chất hữu cơ. Thứ hai là chất hữu cơ no đơn chức thu được muối và ancol. Nếu đốt cháy hoàn toàn hợp X sau đó hấp thụ siêu bình hoặc dư thì được khối lượng bình tan bao nhiêu? Khối lượng bình tan bao nhiêu? Như vậy khối lượng này là của CO2 và nước. Công thức của hai chất hữu cơ đó là gì? CO2 và nước là no đơn chức. Mà nếu mà este no đơn chức thì số mol của nước bằng số mol CO2. Mà thu được một ancol mà hai este thu được một muối. Thu được một muối và một ancol thôi. Và cái này không thể là hai te được, bởi vì nếu hai te thì phải thu được là hai muối một ancol hoặc là một muối hai ancol, đúng không? Cho nên cái này không thể là hai te được, cho nên cái này phải là một axit và một te. Mà nếu no đơn chức á, mà axit no đơn chức thì cũng CO2 bằng nước, số mol CO2 bằng số mol nước. Như vậy thì nó phải là một axit và một ancol. Thì một axit một ancol. Đây thì cũng thu được một muối một ancol. Đây cũng được một muối một ancol. Đây là lọ đi. À đây thu được là một muối một ancol. Đây một muối một ancol, chẳng lo được nào hết. Không lo được hết thì dễ. Để sau đây. Trước tiên là đi tìm cái ancol nó là gì. Tác dụng vừa đủ của này số mol của cao hết rồi. Thì tích hai của ancol milic thì tích hai con côn là biết được số mol của con côn, biết số mol của cao hát nếu đốt cháy ngược trên thì hấp thụ CO2, biết được số mol khối lượng của CO2 và nước. Khối lượng
của CO2 và nước. Khối lượng CO2 nước là bằng 6,82. 6,82. Mà bây giờ em có số mol của CO2 khi đốt cháy một ethanol chất thì số mol CO2 luôn bằng số mol nước. Cho nên giả sử số mol của CO2 là A đi thì bằng 44 nhân A. Thì số mol nước cũng là A cộng cho 18 nhân cho A. Thì chia ra em dỡ ra A sẽ bằng là A nó sẽ bằng bao nhiêu? 4 cộng cho 18 bằng 62. 6,82 chia cho 62 bằng 0,11. 0,11. Như vậy 0,11 đây chính là số mol của CO2 bằng nước. Mà ở đây em đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chay. Đốt cháy hoàn toàn hợp chay nghĩa là cái lượng đem đốt cháy đó nè, lượng đem đốt cháy này là nó bằng cái lượng đem tác dụng nào hết. Mà hữu cơ đơn chất thì số mol của este sẽ bằng số mol của CoH, số mol của axit cũng bằng số mol CoH. Như vậy thì số mol hỗn hợp của X này chính là bằng số mol của CoH. Cho nên số mol của hỗn hợp X, mol hỗn hợp, mol hỗn hợp X chính là bằng mol của CoH. CoH và nó sẽ bằng là 0,04. 0,04 mol. Đó. Bây giờ ta cho hai chất xuống từ carbon. Xuống từ carbon. Rồi chúng ta có thể đi dễ theo trung bình số nguyên tử carbon trung bình, số N trung bình đấy. Chúng ta biết là nếu mà đem hợp chất hữu cơ mà đốt cháy ra CO2 ấy, mà biết số mol của hợp chất hữu cơ, biết số mol CO2 thì N nó sẽ bằng là số mol của CO2 chia cho mol của hợp chất hữu cơ. Đây công thức chúng ta biết rồi. Đó. Cho nên nó sẽ bằng là 0,11 chia cho 0,04. 0,11 chia 0,04 bằng 2,75. 2,75. Rồi trung bình nó là 2,75. 2,75 như vậy thì loại được vấn đề này, B này đi. B này là C3 rồi. Không được rồi. Cái này là 2,75 được. Cái này là 1. 1 cộng 3 được. 1 cộng 4 cũng được. Một cộng 4. Phải 75.
không cháy. Giờ thu được một muối, một muối có được cái muôn rượu. Muôn rượu là bao nhiêu? Muôn rượu, muôn rượu là bằng 0,336 chia cho 24 bằng 0,015 mol. Như vậy thì suy ra mol este bằng mol este luôn. Vậy thì suy ra mol của axit bằng là 0,04 trừ cho 0,015 bằng 0,035 mol. 0,035 mol. Mol axit bằng bao nhiêu? Mol rượu bằng bao nhiêu? Như vậy thì một mol rượu, mol rượu, mol axit là C4, C2, C1 và C4, C3, C2. Mol bằng 6,82 gram, 6,82 gram là khối lượng của CO2 mình được. Trong đó cái này là C4, cái này cũng C4. Rồi thì giả sử bây giờ một anh C4 đi thì cái anh kia sẽ là C mấy? Có phải là H2O3 không? Còn nếu mà giả sử xong mà không được thì suy luận ngược lại. Thì anh này là C4 đi. C4, C4H8 điểm đốt cháy este. C4H8 O2 thì khi mà cháy, cháy thì nó sẽ ra là CO2 là 4CO2 cộng cho 4 nước. CO2 cộng 4 nước. Mà số mol anh này là bằng mol este là 0,015. Thì mol này nhân 4 đây. Bằng 0,06. Anh này cũng 0,06. Còn axit, axit kia giả sử tôi lấy một axit acetic đi. Axit acetic. Axit acetic là C2H. C2 H4O2 cháy thì đó là 2CO2 cộng cho 2 nước. Thì anh này là bằng số mol axit là bằng 0,035. Thế này sẽ là 0,035 nhân 2 là 0,07. Cái này sẽ 0,07. Đó.
Không phải, không phải. Rồi tổng mol nước, tổng mol CO2 là 0,13. 0,13 nhân cho 44 cộng cho tổng mol nước cũng 0,13 nhân 44 nhân cho 18 cho bằng 8,06. Như vậy là không được. À, là không được. Giờ giả sử cái này là axit là HClO thì một đây là CH2O2. Như vậy thì ra một CO2 một nước. Như vậy 0,035 cộng cho 0,06 nhân cho 44. Bằng 4,18 cộng cho 0,035 0,06 nhân cho 18 bằng 5,89. Nhưng mà cục D cũng không được. Kết quả ta dùng oxy. C mà thì giả sử là cô C thì đúng không? Cô C thì số mol của nó là 0,035. Còn số mol của anh kia là 3C, 3C là cộng cho 0,015 nhân cho 3 là 0,08. Tóm nhân 44 cộng cho 0,08 nhân cho 18 4,9. Xe hải. Không phải không 15 3 cộng cho 0,035 8 nhân 44 8 nhân cho 18 0,96. À, bằng 0,11 mà đúng. Không sao. Không 4 trừ 0,15. U màng ơi, trừ gì lại cả. Trừ gì nó ra không có giúp số đúng hết. 0,25 0,05 có bằng 0,011 không? Nhân 2 là 0,05. Mà tổng số mol CO2 là bằng mol CO2 là bằng mol nước bằng 0,11. Như vậy chọn câu A mới đúng. Câu A đúng. Đâu hết rồi, sao là ngủ đâu hết rồi, không thấy em định nói chuyện hay vậy? Xe chỗ này nè. Rồi, cách làm gì vậy? Đơn giản. Bấm xe dẫn đến thử kết quả không ra gì hết.
Câu tiếp theo, câu số 12 này. Không biết không ai buôn một amino acid X tác dụng của NH vừa đủ HCl được như muối. Mặt khác là không với không ai mua ít tác dụng bên nào hóa công thức nó là gì? Thì cách đây chúng ta có là số mol của HCl là bằng cũng 0,02. Số mol HCl 0,02 và số mol amino acid 0,02. Như vậy cái này chứng tỏ có một nhóm amino. Còn nhóm amino thì lọ cái này đi. Lọ đi. Còn lại A, B và D. 0,02 này tác dụng có 40 gram cái này. 40 gram thì số mol NaOH là bằng 4 nhân 40 chia cho 100. 40 nữa. 0,04. Như vậy số mol NaOH bằng 0,04 thì chứng tỏ này có hai nhóm axit. Loại cái này đi. Còn hơn cái này. Còn hơn cái này thì bây giờ làm sao? Tìm ra thì dựa một mol muối. Nhưng mà công thức của nó sẽ là gì nào? Chứng tỏ này là có một nhóm amino và hai nhóm axit. Và công thức của nó là chúng ta sẽ được là H2N R C O H tất cả hai lần. Này em cảm HCl thì nó sẽ ra là cái gì? Nó là cái này tha vào đây nhóm C cộng thêm cái lo vào đây nữa Cl và chỗ này sẽ là H3. Đấy. H3 Cl. Giờ muối này có khối lượng là bao nhiêu? 6,32. Như vậy số mol này có mấy không? 2 thì khối lượng mol của nó là 6,73,67. 3,67 chia cho 0,02 là 183,5. M lớn của nó bằng 183,5. Vậy thì dễ đeo rồi. Đeo rồi. Mà CR sẽ bằng là bao nhiêu? Là 183,5 trừ đi cho 35,5 này, trừ tiếp cho NH2 là 16 này, trừ tiếp cho 45 nhân 2 nữa này. Đó, kết quả là 41, thì sẽ đáp lên 41 em. Dạ. 41 hay là 42? 41. 41 hả? 41. 41 như vậy nó sẽ là C mấy? C3H5. Vâng, 5. Rồi. Và chọn đáp án là C3H5. Nó có quá trị 2. Chọn quá trị 3 luôn chứ 2 vậy nào. 3. Rồi chọn đáp án là câu B hả? B. Sao bài nãy rồi giải rồi có hiểu không vậy? Nếu mà xong nghe phản hồi vậy. Rồi tiếp tục đi câu số 15. Hợp chất X tác dụng với NaOH đun nóng
Và với dung dịch bọt nitrat NH3 tác dụng được với NH4+ và với dung dịch NH3. Như vậy nó có thể tham gia phản ứng trắng gương. Thế thì dung dịch NH thể tích của 3,2 gram chất X sau trong bàn thể tích của 1,6 gram oxy, thể tích bằng nhau thì trong cùng điều kiện thì số mol bằng nhau. Nhưng mà tính bao lớn bằng mấy? Bằng 4. Mà lớn bằng 7,4. Rồi. 7,4 thì ABCD cái nào cũng 7,4 hết cả không? Ít khi người ta cho không 7,4 lắm. Có nào không 7,4 không? Khi đốt cháy hoàn toàn một gom X thì thể tích oxy thu được là thu được vượt quá 0,7 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Mà công thức của X là gì? Và trước tiên là xác định nó là 74 ABCD cái nào không 74 câu A có 74 không? C3 1 2 3 4 5 6 H6 O2 cũng 74 đúng không? Nhưng mà anh này là không tác dụng NaOH. Tác dụng NaOH mà này không tác dụng NaOH này. Giống bằng hít, giống rượu không tác dụng NaOH, loại đi. Anh này có 74 không? C2 45 cộng cho 45 cộng cho 29. 45 cộng 29 bằng 74. Anh này có thể tham gia trong gương, có thể tác dụng NaOH được. Anh này chỉ tác dụng NaOH không trong trong gương, loại đi. Anh này 74 C3 6. Anh này tác dụng NaOH của trong gương rồi. Vậy cùng câu B và câu D. Bây giờ một gom X không vượt quá 0,7, như vậy viết nhìn trái ra. Nhìn trái ví dụ như viết câu B đi. Câu B thì nó là xi máy nè. C2 H2 O2. Bây giờ khi trái thì nó sẽ tạo ra là 2CO2. H2CO2 cộng cho nước. Đấy. Mà anh này một gram thì số mol nó là 1/74. Vậy thì anh này số mol sẽ là 2/74. Và chi là V sẽ bằng mấy? V sẽ bằng là 2/74 nhân tiếp cho 22,4. 2/74 nhân 2,4 có vượt quá 0,7 không? 2/74 bằng nhân 22,4 thu được vượt quá, mở này bằng 0,6 thôi, 0,6. Như vậy thì nhỏ hơn 0,7 loại. Đúng không? Họ như vậy em chọn đồ án là cụ đi. Đơn giản. Đơn giản mà. Biết cái hiểu không? Rồi câu tiếp theo câu số 17 nè. 17 là nung M gom hỗn hợp nhôm và sắt từ trong điều kiện không có không khí. Như vậy thì đây là phản ứng nhiệt nhôm. Sau khi xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X chất rắn X. X tác dụng nó dư thu được dung dịch Y chất rắn Z và hydro. Có hydro là chứng tỏ rằng là nhôm dư. X này có nhôm dư nè.
có nhôm dư. Như vậy là có nhôm dư. Sục CO2 vào dung dịch Y thì được cái tủa. Dung dịch Y này là chứa NaOH dư. Rồi có nhôm dư thì chứng tỏ là nhôm oxit. Oxit là nhôm cái tủa. Giá trị M bao nhiêu? Nhưng mà viết đầy đủ phương trình này sẽ được gì nè? L cộng cho Fe bao O4 tạo ra là Fe cộng cho L 2O3. Cân bằng phương trình này lên, xét xét nhôm nhôm cân bằng theo oxy. Chỗ này có 4 oxy, chỗ này vô 3 oxy, chỗ này nhân 4 đi. Chỗ này nhân 3 đi, chỗ này sẽ là nhân 9, chỗ này sẽ nhân 8. Rồi oxy bây giờ hỗn hợp X, điều kiện mình đề cho thế là hỗn hợp X là hỗn hợp X để chứa gì nè, sát là 1 nè, Al2O3 là 2 nè, nhôm dư là 4, nhôm dư là 3. Đó, bởi vì có khí thức ra khi tác dụng NaOH cho nên chứng tỏ nhôm dư. Bây giờ 3 này thì khi tác dụng NaOH thì chất dán Z chính là sắt, sắt là chất dán Z. Còn dung dịch Y X viết phương trình ra hai phương trình nữa, L2O3 cộng với là HNO ra là NaAlO2. Cộng nước. Một phương trình nữa là nhôm cộng NaOH cộng nước. Quấn quấn nó mỏ cái tay quá. Trở thành NaAlO2 và giải phóng hydro. Phóng hydro. Rồi. Chỗ này sẽ là 3 phần 2 đi. Đây, 2 nhôm, 2 NaOH. 2 NaOH. Rồi. Sục khí CO2 vào ống dịch Y. Y này là được nhiêu cái tủa? Như vậy thì CO2 sẽ tác dụng với gì? Cộng NaOH tạo ra Na2CO3. Cái này không có cái tủa tan bằng nước. Và nếu người ta cho không phải NaOH mà cho COOH thì ra cái tủa này nữa. Mà này NaOH thì không có tủa. CO2 cộng nước. Cộng cho Al NaO2 thì ra là Al quá tất cả ba lần cái tủa cộng những natri alumina h ali hydro carbonat. Đó, tất cả phương trình vẫn sẽ là như thế.
Bây giờ muốn đi tìm cho ra m m là hỗn hợp của hên này thì tìm cái gì? Tìm cái gì? Giờ cái tủ này là của này là 39 chia 38 không biết. Anh này là bằng 0,05 mô. Còn số Monroe này có rồi. Monroe này là bằng 3,6 không phải 15. Nó đi vô. Không phải 15, không phải 5. Rồi từ đây sẽ ra nhóm. Từ đây sẽ ra nhóm ở đây. Nhóm này thì có nhóm này thì nghĩa là có nhóm oxit. Không dư. Có nhóm oxit thì tính được nhóm phản ứng. Có nhóm dư thì sẽ nhóm băng đạo. Có nhóm phản ứng thì sẽ ra oxit xếp tự. Rồi sẽ được hết đó. Là chỉ viết phương trình thôi chứ không gì không. Từ số mol của nhôm này, số mol của hydro xi mol nhôm này, từ mol kết tủa này xi mol nhôm natri aluminat này, có natri aluminat thì sẽ được nhôm oxit phản ứng này, có nhôm oxit phản ứng đây á, sinh ra thì thu sẽ được số mol nhôm phản ứng, có mol nhôm phản ứng, có mol nhôm dư thì sẽ được mol nhôm băng đạo. Có môn nhôm phản ứng sẽ được số môn oxit sắt nhôm sắt sắt tự, có môn oxit sắt tự có môn nhôm băng đào sẽ được khối lượng chọn m dạ còn bài này em tự giải tiếp không bao nhiêu. Bài 18 hòa tan hoàn toàn 2,9 gram hỗn hợp M và oxit của nó một nước thu được 500 lít dung dịch chứa chất tan có nồng độ là bao nhiêu và thể tích ru bao nhiêu, kim loại M là gì? Bài 17 rồi chưa em? Ngủ quá trời chắc nó ngủ mất rồi. Giờ là nó đã kết nối xong rồi. 57 gram à? Dạ. 57 gram. Năm mươi bảy gram. Sao có cái gì đó sơ sơ ta? Đâu lớn dữ vậy? Mình tính lệ tôi qua. Anh này sẽ là không phích máy này, không phích một đúng không, không phích một chứ em, anh này không phích 15 mà 3 phần 2 cái này không phích một này, anh này không phích 5 cái này không phích 5 này. Không phích 5 nè. Không phẩy năm thì anh này sẽ là không phẩy năm, anh này không phẩy năm thì anh này cũng là không phẩy năm, tổng hơn này không phẩy năm mà anh này là bao nhiêu lần, anh này là không phẩy một rồi thì anh trai này sẽ là bao nhiêu, có không phẩy bốn không,
24 cái này sẽ là bao nhiêu? 0,2. Này 1,2. Em tính ra phải đâu? Tính ra phải xem. Anh này mà 0,2 thì đèn tên đèn tên 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 0,2 thì anh này sẽ là bao nhiêu? Anh này sẽ là 0,4. Anh này sẽ là 0,4. 0,4 thì anh xác này sẽ là bao nhiêu? 0,5. Nhân 3, 3, 4, 12, 12 chia cho 8. 1,2 chia 8 0,15. Rồi để suy ra thôi. Suy ra cái gì? Là bằng 0,1, 0,1, 0,5. 0,5 là số mol của nhôm này. Phản ứng về 0,4 dư 0,1 nhân cho 27 nè. Cái kia là bằng 0,15 nhân 232 đúng không? Dạ. 48,3. 48,3. Có cái gì vậy? 45,6 nè. Nhôm là bằng 0,1 cộng cho 0,4 là bằng 0,5 nè. Đúng không? Okay. Nhân cho 27 được chưa? Đây này, này, đây là 0,1 dư nè. Tham gia 0,4 nè. Cộng là 0,5. Làm ra xuống dĩu không đó em ơi. Cộng cho 0,15 nhân cho 2,2. Câu B mới đúng. Ai chọn câu B? Em không có kiểm, không có kiểm. Ừ. Rồi ok. Hiểu được là tốt. Nào câu 18 nè. Quả tông hoàn toàn 2,9 lít hỗn hợp, 29 gram hỗn hợp M và oxit của nó. Ví dụ quả tông một kim loại M vào trong nước là được bao nhiêu hydro, cái chuyện nó dễ bình thường đúng không? Bây giờ cho thêm oxit của nó dễ sao đây? R ta sẽ R M đi. M cộng cho nước. Nước thì ABCD nào chả là nào cũng cộng nước cả. Thực ra là R OH tất cả N là cộng cho hydro vào đây. Hả? Rồi tiếp tục oxit của nó giả sử M quá trị N N
Ông bà của chị N, oxit của nó là M2O₂. Cộng cho nước. Nóng xả y như vậy. Nhưng mà giải phóng là không có oxy. Rồi. Lộn. Bỏ cái này đi. Đó. Thu được 500 lít cái nồng độ chất tan là bao nhiêu? Nhưng mà chất tan là anh này. Và số mol của hydro có rồi. Hydro là bao nhiêu? 0,01 mol. 0,01 mol. Cái này sẽ 0,01. Chưa cần bàn. Đây sẽ là N chia 2. Đây sẽ là M chứ. Tự nhiên L là M. M là M. M chia 2 N. Đây sẽ là 0,01. Phần bộ số mol của hydroxit của nó. Phần bộ số mol hydroxit. Anh này sẽ là 0,0 mấy được ạ? 0,01. Ông khối 01 cái này N này sẽ bằng 1 chia cho N nhân 2. Nhân 2 chia N. Hả? Cái bản này sẽ là 0,01 chia N nhân 2. Nhân 2 chia N. Rồi. Tổng số mol của này là bằng 0,5 nhân cho 0,04. 0,04 nhân cho 0,5 bằng 0,02. 0,02 thì anh này anh dưới này sẽ bằng 0,02. 0,02 trừ cho 0,01 nhân 2 chia cho N, tức là bằng 0,02 chia N. Chia N. Cái này cân bằng chưa chưa? Nhân đây số 2. Nhân đây chữ N. Bằng. Như vậy thì anh này cũng bằng là 0,02 mà chia cho 2, tức là 0,01. 0,01 trừ cho 0,01 chia N. Đúng ta? Chia cho một nửa đi. Rồi dùng số mol thôi. Rồi suy ra phương trình. Suy ra M hỗn hợp, khối lượng hỗn hợp. Hỗn hợp. Khối lượng hợp nó sẽ bằng là khối lượng M. M tức là 0,02 chia cho N. Nhân cho M lớn. Đó. Và cộng cho anh kia là 0,01. 0,01 trừ cho 0,01 chia trên N. Tất cả nhân cho 2M cộng cho 16N.
bàn 2,9. Đó, dỡ phương trình này ra. 2 ẩn sẽ giải. N là quá trị của M. Như vậy N sẽ bằng 1. Bằng 2 và bằng 3. Và lập cái bảng. Lập cái bảng ra thì... Lập cái bảng ra mà em sẽ tìm được... rồi, nó lập bảng đâu rồi? Anh này lập bảng anh em. Trên N bằng 1 hay 3. Tìm lên M. Có kết luận thôi. Trên N nè. 1 bằng 2 bằng 3. Là giá trị M sẽ bằng bao nhiêu? Và kết luận. Rồi em thay tôi tính thôi con. Sử N bằng 1 đi. N bằng 1 thay vuông sẽ được là 0,01, 0,02 nhân R cộng cho 0 mất rồi, 0 bằng 2,9. Như vậy 0,02 nhân M bằng 2,9. Như vậy M sẽ bằng 2,9 chia 0,02 là 145. 145 ABCD có 145 không? Không có. Lọ. Đó. Tương tự N bằng 2. Hai chỗ này sẽ có công với 01 M. N bằng 2. 2 thì sẽ là công với 01 trừ cho công với 01 chia 2 bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 trừ 3 nhân cho 2 bằng công với 01. Và công với 01 M. Chỉ tiêu mấy con một đi. Sẽ được, chỉ tiêu sẽ được. Mình không phải 02 với cộng chứ. Chỗ này dấu cộng. Rồi mình không phải 02. M. Không phải 02 M. Bằng 2,9. Trừ cho không phải 16. CRR bằng 137. 137 thì Bari. Đâu cái này không cần tính. Bari. Nó tóm lại là cái bài này khó thì cũng khó, nhưng mà dễ ra thì không thấy gì khó. Thì quá rồi, 11 giờ rồi, còn sắp nữa 20 chứ. Ui trời, lũ khủ luôn á. Em tiếp tục em về nghiên cứu nữa. Giờ anh ta dừng ở đây hả? Rồi chào các em nha. Bye. Ngon. Ngủ rồi đấy.